Hello các bạn, lâu quá rồi mình không có dẫn các bạn đi tham quan cái khu vườn nhà mình. Thì năm nay nói chung mình đi làm á, cho nên là cũng hơi bận. Với lại giờ mình phải học thêm để mà lấy bằng thêm á, cho nên là cũng không có nhiều thời gian để làm vườn. Chiều mà đi làm về nghe là chạy ra nhổ cỏ khoảng tiếng rưỡi vô là hết giờ rồi các bạn. Nhiều khi ghiền quá làm mấy cái 8 rưỡi 9 thì kém, lúc mà trời tối luôn á mới chạy vô nhà nấu cơm rồi mới ăn, nhiều khi tức 12 giờ mấy 1 giờ mới ngủ luôn. Đây bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái khu vườn nhà mình nha. Năm nay nha, nói chung là chậm hơn năm ngoái rất là nhiều luôn. Chậm hơn mỗi năm rất là nhiều. Nói chung là hiện giờ chỉ có ăn là đậu que, đậu đũa, khổ qua, gì đâu đây này nọ đó. Vài những cái lâu đặc đặc thôi. Bí dứa các bạn, thì để mình quay các bạn xem nè. À đây là cái vàng đậu rồng nhà mình nè. Thì cái này cái dây này là mọc lên loại ngắn ngày, thì cái vàng đậu rồng này mình ăn thì bữa giờ cũng 3-4 đợt rồi, mỗi đợt thì khoảng cỡ mười mấy trái à, không có nhiều. Tại vì có 1-2 cây chỗ này thôi. Bây giờ có mấy cây kia đang bò lên nè các bạn. Còn bí dứa năm nay á, tại vì mình nói các bạn là năm ngoái bí dứa mình nó bị lai đó, cho nên là năm nay mình không có trồng cái giống đó. Thì mình những cái cây này là bí dứa chính gốc luôn là thơm á, là mình có xin cái cô mà hồi đó cho mình bí dứa nè. Thì mình tới nhà cổ thì cổ cho mình, lúc đó mình gieo cái những cái hạt này là khoảng giữa tháng 5, khoảng đầu hoặc giữa tháng 5 gì đó. Bây giờ mình gieo đây cũng hơn tháng mấy rồi. Thì bắt đầu nó bây giờ nó mới bò lên vàng nè các bạn. Thì công nhận là cái bí dứa này á, bây giờ mình mới để ý, hồi xưa mình không có để ý, mà bây giờ mình để ý thiệt là đứng gần những cái cây bí dứa này nè. Cái bí mùi thơm lá dứa này nó đứng gần mình hửi cái lá không thôi đó nha, là nó đã thơm rồi. Còn những cái cây mà mình bị lai hồi năm ngoái á, đó là lý do mình khi mình đứng dưới gốc cây của nó mình không thấy thơm. Giờ nó chuẩn bị nó đang bò lên vàng nè. Ở phía trước cái mảnh đất của mình á, mình hay chôn rác thải ở phía dưới đất á, cho nên nó cũng mọc nó lên rất là nhiều cây bí dứa này. Mình để nó cũng ra trái, nó cũng đang ra vài trái ngoài đó đó. Nhưng mà năm nay hy vọng là lấy lại được cái giống này nè, mình trồng riêng biệt ra, không có trồng chung gì nữa đi, để coi thử là nó có bị lai không. Các bạn thấy không, đây là mấy cái cây măng tây á, asparagus nè, nó có nhú mầm lên nè, đó. Mình cứ lâu lâu mình đi ra vườn á, mình hái, mình ăn hoài, cứ hái bẻ 3-4 cây á, mình cứ ăn miết luôn á. Này nó cũng bự ú nu nè, như cây này là cũng bự nè, hái được rồi nè. Đó. Ăn nó ngọt. Ăn gặm gặm, mỗi lần mà ăn mà gặm gặm là lứt khỉ mô lì nó cứ nhìn. Mà nó đâu có biết ăn không? Nó nguyên bụi luôn. Coi, nhìn cây su su nè. Trời ơi, không hiểu sao nắng quá các bạn. Năm nay giống như nắng kỷ lục á, nắng hơn nhiều hơn mỗi năm luôn. Mà cây mà tưới nước 2 lần cũng thấy không đủ luôn. Mà nhà mình đó là mình phải nhổ cỏ hoài, là lý do tại vì mình phải tưới nước cái dầu tự động á, cho nên là cỏ mọc miết, chiều về là nhổ, cứ nhổ hoài nên đâu có thời gian mà mình quay video mình chia sẻ với các bạn được. Bây giờ nhổ cỏ cũng được khu vực cái này cũng xong xuôi rồi, còn phía trước nhà cũng chưa nhổ nữa. Những cái lá keo này bữa là mình hái quá trời luôn, mình hái mà gọi là mình bỏ cất freezer các bạn. Mình hái xong nghe là tại vì mình để cái mùa nắng này nó dễ bị sâu lắm, cho nên là khi mà nó ra lá là mình tuốt hết. Cái này là mình cách đây khoảng gần 4-5 ngày mình có hái một đợt. Nó nhiều kinh khủng, mình bẻ hết nhánh nó luôn. Hái xong cái mình tước những cái lá này ra nè. Đó, tước hết ra, mình cắt ra, mình bỏ freezer, nấu canh rồi ép nước hay là cái gì tiện lợi lắm luôn. Có những cái măng nó ngọt dễ sợ các bạn. Đây là vàng mắt heo của mình sau khi thu hoạch. Nó vẫn còn, nói chung là cứ hái hoài. Mình đang định á, 2-3 ngày nữa mình sẽ ra mình hái hết luôn. Mình hái hết những cái lá luôn nè, chứ không mình để làm sâu nó xuất hiện nhiều nó ăn. Dạo này là anh cameraman nó ở nhà, anh rảnh là anh ra anh bắt sâu hoài không à. Bắt sâu chứ nó xuất hiện mấy con bồ xích mới các bạn. Cái con bồ xích này lạ ghê luôn, năm nay mình mới thấy luôn nha. Nó chích cái lá của mình á, nó cháy luôn. Giống như vậy nè. Mình không biết được cái con này nó tự nhiên đâu xuất hiện ra nữa. Mà nó làm ổ nha, làm ổ rất là nhiều luôn. Để mình coi nó có trong đây. Anh cameraman bắt hết trơn rồi quá. Ngày đó anh đang đi bắt nữa đó, đi bắt nhổ cỏ. Mấy cây bên đây là chỉ là mấy chậu cây thôi. Còn ở đây đậu đũa. Trời, bữa đậu đũa anh cameraman anh hái quá trời luôn các bạn. Tại vì anh ở nhà, anh rảnh mà, anh làm work from home, làm việc tại nhà, cho nên anh cứ đi ra ngoài vườn là anh cứ hái sáng chiều, hái riết rồi. Hái xong rồi mình đâu có quay được video được đâu. Đó nè, anh hái mà bây giờ vẫn còn ra rất là nhiều. Đậu đũa
đũa đậu que ăn miết luôn. Mà cái đậu que này ngon lắm các bạn. Đậu que này là nó tự mọc nha, mình không có trồng. Năm nay hên một cái là nó tự mọc, nó bò lên luôn. Tại vì năm ngoái mình có trồng á, rồi rụng hột xuống. Mà cái, đây nè, nãy hồi sáng mình có hái mà còn sót lại nè. Cái loại này nha, để bự mà ăn nó, các bạn nhìn thấy màu tím vậy nha, nhưng mà khi mình luộc lên nó xanh lè, ngộ ghê luôn á. Nè, ở đây nó cũng có màu tím đó nè. Năm nay chỉ có cái loại đó nó mọc lên thôi các bạn, còn mấy cái loại xanh kia nó không có mọc. Ôi, đâu có màu lì, con vô con bắt ếch rồi con phá cây chị biết rồi. Bữa đất hết của chị rồi, thấy không? Anh năng suốt ngày đi bắt bắt sâu, bắt bồ xích đó. À, mát củ lùng của mình đó bạn. Bữa trồng có một hai nhánh, giờ lên nhiều nhánh lắm. Nó lan quá trời. Nói chung năm nay là thấy gọi là thiếu nước trầm trọng luôn, mà hên là mình ở đây mình xài nước giếng á, cho nên là mình phun dò cho nó thoải mái luôn. Còn đây anh cameraman những cái cây dưa hấu, dưa gan này các bạn. Tụi mình hay chôn nước thải nhà bếp nè. Bây giờ là cứ chỗ nào nước trống là cứ hay chôn nè. Xong rồi nó mọc dưa gan luôn. Mọc dưa gan, mọc dưa hấu. Mà chỗ này thì mình đang trồng thêm đậu bắp. Bữa trồng được 5-6 cây nè. Thấy đứt trống cái thôi để trồng thêm. Mới trồng thêm được cũng 7-8 cây nữa. Đó cho nên rồi mới thấy mấy cây dưa hấu, dưa gan nó lên, cho nên để luôn. Để luôn để cho nó bò ra có trái ăn luôn. Còn tí tô nè. Chỗ này là bây giờ nhà mình á, tất cả mấy anh chị em trong gia đình bây giờ ghiền uống nước lá tí tô luôn các bạn. Cứ thứ bảy nào mà ăn cơm gia đình bên nhà ba má mình á là cũng phải nấu nguyên một nồi tí tô giống như uống trà vậy đó. Mấy ảnh ghiền luôn, rồi cứ cắt rồi đem về để dành uống trong tuần nữa. Cho nên là những cái cây chỗ này là nó tự mọc và mình để luôn. Và trong vườn của mình nó chỗ nào nó tự mọc là mình để mình lấy nước mình uống. Đó, cái này là không phân, không bỏ phân không gì luôn mà chỉ tưới nước không thôi luôn á. Không phân gà, không bỏ phân gì luôn, tự mọc lên luôn á. Còn nguyên cái dàn gứt của mình thì nó đang lên mà ra bông đực rất là nhiều. Mà hoa cái thì mình chưa thấy nó xuất hiện. Chắc là để chiều mai đi làm về cái mình rảnh mình ra mình cắt tỉa bớt lá cho nó. Tại thấy lá nhiều quá, nhiều lá nhiều quá mình không thấy được cái trái của nó. Giống như ở đây là những cái bông này là hoa đực. Hồi sáng này cũng có vài chị á, chị gọi điện thoại tới á, chị có hoa cái nhưng mà chị không có hoa đực, cho nên chị tới chị xin chị đem về thụ phấn. Còn bên mình thì hoa đực không, chưa thấy hoa cái xuất hiện. À, với lại á, cây hồng của mình năm nay các bạn, năm nay á, là tại mọi năm trước cái mỗi lần mà trời mưa xuống là rụng hết luôn. Năm nay thì đỡ rất là nhiều là bởi vì á, mình dùng cái tấm bạc á, mình che gốc lại. Mình thấy nhiều anh chị nói là dùng tấm bạc mình che lại vì mỗi lần mưa xuống một cái là nó hay rụng hồng mình lắm. Và khi mình thí nghiệm như vậy mình thấy hiệu quả thiệt các bạn. Giống như 1-2-3 năm trước các bạn nhớ không, một cây của mình á, chỉ còn lại khoảng mười mấy trái à. Nhưng mà năm nay á, mình đếm phải hơn cả 100 trái luôn các bạn. Đây nè. Và xung quanh bên kia nữa cũng nhiều lắm, cả hơn cả 100 trái á. Nói chung là so với mấy anh chị những nơi ở xứ khác thì không bằng, nhưng mà như vậy đối với mình là cũng nhiều đó. Mỗi lần trời mưa xuống là anh rụng hết trơn à, rụng hết trụi đuổi luôn á. Còn mấy cái cây khoai chuối, cây mía của mình lên thì cũng quá chút nút luôn. Này các bạn, đó, khoai chuối nè. Rồi đây là xả nè. Nói chung mà có cái chỗ này là cái khổ qua của mình. Rồi tự nhiên giờ nó xuất hiện, tại năm ngoái chỗ này mình trồng dưa leo này, bây giờ nó mọc lên luôn. Nó cạy đẻ luôn, nó bò lên luôn. Khổ qua thì bữa nó ra được 7-8 trái khổ qua hình trái tim các bạn. Đẹp dễ sợ luôn, mình hái mình ăn rồi. Còn đây là hiện giờ trong đây là có mấy trái khổ qua thường thôi. Nói chung là có lai rai một lần cứ 4-5 trái, 5-6 trái ăn vậy là được rồi. Tại vì năm ngoái trồng nhiều quá, không có ăn hết. Bây giờ là cứ năm nay là trồng vừa đủ ăn trong gia đình, 2-3 gia đình vậy thôi các bạn. Dư thì có mấy anh chị ở xa lên ăn thôi. Còn cây hoa thiên lý này thì nó năm ngoái nó chết, bây giờ nó mọc nó bò lên lại nè. Đây. Sao nhiều lắm mà anh? Xuất hiện rồi hả? Anh nói quá trời sâu luôn các bạn ơi. Tại vì tụi mình không có phun thuốc gì hết trơn á, bây giờ là chỉ để 2-3 bữa nữa em cho lớn tí nữa. Sao anh? Ồ. Mấy con kia, con ơi nó khi đi vô con. Đừng có để ý mà trốn chị đi chơi nha. Con gì con màu vàng hả anh? Ừ, con màu xích đó kì. Đây này nó phải không? Ồ. Ảnh là đi bắt. Rồi, bên đây là mấy cây rau đay của mình nè, mọc lên quá trời. Mấy năm trước cái mình không có thích, tụi mình không có thích ăn rau đay các bạn. Các bạn biết trời, các bạn cho cháu phải ăn lá này. Phải ăn cái lá rau đay luôn thấy không? Ăn trụ lũi nè. Mà kệ.
mình mỗi lần mình nấu đâu đây mình hay cắt ra cho nên bị nhớt. Cái hai vợ chồng mình không thích ăn nhớt nhớt, nhưng mà năm nay rút kinh nghiệm, bữa mình ăn thử mình để nguyên một cái lá các bạn thì nó ngon thiệt. Cho nên là bây giờ mình mới gieo thêm để cho nó có được nhiều lá nè. Cái này ngày mai mình về mình đi thu hoạch, mình thu hoạch mấy cái chỗ này đi cắt sát xuống để cho nó mọc lên cái nhánh mới. Mồng tơi này cũng vậy nè, có bao nhiêu thì đủ ăn nè, dư luôn chứ không có đủ nữa. Mình ăn xong rồi tới đợt tới má mình ăn xong tới chị mình ăn, cái thay phiên nhau ăn những cái rau khác vậy đó bạn. Còn cái này có một cây bí đỏ nó cũng tự mọc, cái mình cho nó leo lên luôn, định cho nó bò lên chuồng chó luôn nè. À còn mấy bữa mình cũng có gieo thêm mấy cái cây đậu đũa bên đây, nó cũng ra nhiều nè. Bữa giờ hái chắc cũng phải mười mấy hai mươi mấy, chắc mấy chục hao rồi chứ, nhiều rồi. Một lần là cái mấy hai bịch bự rồi. Đây nè, cái này cũng vậy nè, cái này là mình trồng sâu cái đám bên kia thì nó cũng ra nè. Đây thôi để ngày mai cho anh cameraman ảnh hái, nó ra nhiều đó các bạn. Bây giờ là năm nay là nếu mà nó dư nhiều như vậy là mình sẽ cắt, mình đi ngâm, mình ngâm muối chua á. Rồi bên đây mấy cây rau quế vị của mình lên công nhận kinh khủng thiệt luôn. Cây nho bây giờ nó cũng đã bò lên trên vàng rồi nè. Chỗ này các bạn, cây đứt này nè, bữa này mình trồng mình thấy nó dư trống quá không biết trồng gì hết, cái mới đem gắm mấy cây cà chua thì nó cũng lên bự đang ra bông. Rồi cây đậu bắp mình thấy dư mình cũng nhét ở đây hết luôn, tại để đứt trống đâu có trồng gì đâu. Rồi mấy cây khổ qua bên đây, khổ qua hình trái tim nè, mình thấy nó còn dư mình cũng nhét xuống luôn, dư hai cây cái mình nhét xuống luôn, nó đang ra trái nhiều lắm nè các bạn. Mà cái đứt chỗ này năm nay mình thấy nó tốt nha, nó tốt nè đó, nó tự nó ra thôi à, không cần thụ phấn, tự đậu tự đồ luôn. Còn chùm bao á, mấy cây nhãn lồng mình cho nó bò lên để mình ngắt đọt mình luộc mình ăn. À các bạn hay lắm luôn nha, nhanh dễ sợ luôn. Cái cây lá giang này mình gieo từ hột, gieo từ hạt là cách đây chắc khoảng hơn năm rưỡi cho đến 2 năm, gần 2 năm á. Mà mình để mình trồng từ hạt nó lên chậm, nó mình dở lên nó mạnh quá trời luôn nè. Bữa nào mình chia sẻ các bạn cách chiết luôn. Bữa mình chiết được mấy cây các bạn thấy nè, mới đây mới ra hoa luôn rồi nè, ăn cũng được 2 lần. Tuốt lá ăn này, ra hoa của nó nè các bạn, đó là sắp có hột rồi đó nha, ra 2 chùm hoa luôn đó. Bông của nó nè, lần đầu tiên mình cũng biết cái cây này với lại ra hoa vậy luôn á. Rồi đây mình cho các bạn coi rau quế vị, các bạn mình để ý mình thí nghiệm nè. Trời ơi anh ơi, con sâu bự quá anh. Ủa nó ăn nè, nó ăn trong sự hiên ngang bất khuất luôn nè. Trời ơi, nó ăn mà trụi cái lá luôn nè anh ơi, nó bự quá. Mình để mình trồng thử nha, mình để như thế này mình rớt quế vị mình trồng trong vậy nó cũng sống, nó cũng mạnh, nó phát triển dữ lắm, miễn làm sao đất của mình nó luôn ẩm ẩm vậy nè. Nhưng mà mình không đậy nắp á thì thứ nhất là mình phải tưới nước thường xuyên, cái thứ hai nữa là mình phải bị sâu nó ăn vậy nè, nó bự quá hơi ghê, để cho anh camera anh bắt. Còn đây các bạn nhìn nè, đây là sự khác biệt nha. Ôi, khoe với các bạn cây ổi của mình nó đậu được cũng mười mấy 20 trái này đó. Sắp có ổi ăn nữa nha. Cây này trồng từ hột 2 năm các bạn, trồng từ hột 2 năm rồi đó, bự kinh khủng không, tại vì cái này mình trồng dưới đất cho nên rất là mạnh. Còn có những cây mình bỏ chậu nó cũng ra bông nhưng mà mình ngắt bỏ hết tại vì nó nhỏ quá, mình để tập trung cho nuôi cây mình nó khỏe mạnh đã, thêm 1 năm đã nữa thì khi mà cây mình nó bự thân nó khỏe rồi đó thì mình mới cho nó để trái. Đó là cái cây này nó trồng dưới đất này, nó gốc nó bự lắm các bạn thấy này, sự khác biệt nha. Cái này mình mấy cái thùng nào mà mình dư mấy cooler mà mình hư nắp á, mình cứ lấy mình đựng mình trồng thì mình thấy nè, và nó không có bị bể nhanh nữa. Thấy các bạn thấy rồng không, mình đậy nắp kín á là không có con gì chui vào được hết. Mà nước của mình nó thỉnh thoảng mình mới chăm nước thôi, lâu lâu thì mình khoảng 2-3 tuần thì cần tháng gì đó mình bỏ phân cá vô. Mà các bạn thấy không, lá nó bự mà nó xanh mà mình không có sâu luôn. Còn những cái mà nó bị hở gió ra như vậy này không, rồi có dễ sâu lắm, dễ sâu bệnh phát triển lắm. Anh ơi anh bắt giùm em sâu đi, nó bự quá, nó ăn luôn cái lá mà nó ăn ghê lắm luôn á anh, nó ăn trụi cái lá luôn nè. Đó, ăn và anh đứng nhìn nữa chứ. À, anh ăn nó định ăn trụi cái lá thiệt luôn chứ trời, anh núp rồi kìa. Ghê thiệt. Rồi, vô đây các bạn cho các bạn xem mấy cái cây ớt của mình. Ớt năm nay là những cái cây ớt anh cameraman anh đem ra ngoài hết rồi. Trong đây thì anh để được anh để còn lại 3 chậu trong đây, thì đây là cây ớt sừng nè. Ớt sừng này bữa năm ngoái có bạn nào em nào nói tên gì quên mất tiêu rồi ta. Nè, cái này là mình chưa cắt, bây giờ rảnh á ngắt bỏ hết mấy cái lá này các bạn, cho nó tập trung nó nuôi mấy cái trái ra hoa. Và nhìn cái cây của mình nó cũng sẽ đẹp hơn nữa.
nghĩa là mình nhìn chỉ trái không thôi chứ không có nhìn thấy lá. Như cây này là bữa mình hái lá nhiều lắm rồi, bây giờ nó mọc ra thêm nè, mình phải rảnh mình đi hái thêm nữa để mình chỉ nhìn thấy những cái trái thôi các bạn thấy không. Cây này là ớt Cajun này sao nè. Rồi chắc sáng mai đi thu hoạch đi, sáng mai dậy sớm các bạn mới sớm sáng ngủ dậy, tại vì tối chiều về nhổ cỏ trồng trọt nè, rồi tối cứ ăn cơm khuya ngủ khuya, rồi sáng dậy rồi đi tập thể dục rồi đi làm, cho nên đâu có thời gian đâu ra vườn nhiều. Một ngày chỉ làm được có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi à, mà nhổ cỏ là chủ yếu á. Còn đây các bạn thấy cái ớt này chưa, kinh khủng không, ớt đĩa bay của mình năm ngoái siêu ngon nha, năm nay là siêu ngon luôn. Một cây này là chỉ còn lại một cây duy nhất để ăn nè, anh camera mang đến ghiền kinh khủng luôn mà ra trái các bạn này. Cứ rảnh là các bạn đi ra nhớ nè, rảnh là đi ra ngắt bỏ những cái lá bự đó già nè đó, để mình chừa lại cái trái mình nhìn cho nó đẹp đó nè. Cái này là mình chưa ngắt hết đó nha, cứ các bạn ngắt bớt lá đi đó, ngắt là từ từ là nhìn cái cây của mình nó đẹp lên nữa. Còn nhiều cái cây ớt mắc nhất thế giới mình để ngoài kia nữa, chứ có một loại ớt đĩa bay, cái này đĩa bay nhưng mà đĩa bay á là đĩa bay dạng nhọn. Có một cái dạng đĩa bay kia là chính gốc đĩa bay luôn, nó tròn mà nó y chang như cái đĩa bay vậy đó, mà nó màu vàng, nó chín nó màu vàng, cái này nó chín màu đỏ. Để mình chút mình dẫn các bạn ra qua đó xem. Rồi cây mãng cầu này ra bông hoài à, mà mình cứ ngắt. Cái này gần được 2 năm á mà mình cứ ra bông là mình ngắt à. Hai cây này nè, đu đủ giờ lên nhánh nhiều lắm các bạn, nó ra bông ra trái nhiều lắm. Để bây giờ mình dẫn các bạn đi ra coi cái mấy cây ớt của mình nha. Anh ơi bắt em con sâu đi anh. Đây là mấy cái ổi nè. Ổi này bữa nó cũng ra hoa nhiều lắm, mình ngắt bỏ hết. Tại vì phải có thời gian mình chuyển mấy cái chậu bự nữa. Đây. Đây là cái đĩa bay năm nay nè các bạn. Năm nay Peru thì mình tại có thời gian gieo đâu, cho nên là còn hai cái cây này. Hai cây này là để lại ăn, mà hai cây này là hai cái loại trái dài. Đó, nó ở đây có chín trái nè. Này vàng nè, vàng dài nè. Cây này cũng ngon nè. Đây là loại đĩa bay mới nè. Chín gốc đĩa bay luôn đó các bạn. Các bạn thấy giống đĩa bay không? Cái hình trụ á. Đây anh cameraman anh hái anh ăn nè. Nói chung là tất cả các loại ớt là mình phải nên ra tỉa lá bớt cho nó hết. Để cho nó tập trung cái nuôi trái mà ra trái nhiều nữa. Cắt cành tỉa lá nhiều nhanh. Như mấy cây này là mình chưa có ngắt lá này. Còn cây này là ớt hoa hồng. Nói chung là mấy cái ớt này là của năm ngoái hết, mình không có trồng năm nay. Rồi cây ớt này là cái ớt ngọt. Ớt ngọt này là chín quá trời nữa nè. Đó. Ôi. Cái này chắc mai đi thu hoạch quá. Hẹn bữa giờ hoài mà cũng chưa hái được nữa. Còn đây là ớt Santa Ca, nó chín mà nó muốn khô luôn rồi nè. Để mình thu hoạch đi rồi mình cắt nó để cho nó mọc mình mới và nó ra trái mới. Còn mấy cây này là ớt mắc nhất thế giới. Đây, nó chín nè. Bữa chín nhiều lắm mà có mấy anh chị tới xong rồi mấy anh chị mua mấy cây ớt mắc nhất thế giới nè. Rồi mình chỉ chừa lại vài cây để nhà ăn thôi. Bây giờ mình dẫn các bạn đi ra phía trước nhà mình ha. À, các bạn thấy em cây ớt của mình nè. Ớt này là ớt habanero. Á, lộn, jalapeño chứ, jalapeño. Ra con đi ra ngoài ao ao. Cái bếp chỗ này là mình để cho rau càng cua mọc để mình ăn rau càng cua nè. Đi ngoài con, đừng có ngoài con. Ao. Molly. Các bạn thấy không, cái cây ớt mình nó tự mọc nha. Giống như cũng chuông rác thải nhà bếp. Mấy cái này là tự mọc chứ mình đâu có trồng mấy cái ớt jalapeño làm gì, nhưng mà thấy nó lên đẹp quá nè. Mình cứ ngắt bỏ lá của nó, tập trung nó nuôi trái các bạn thấy nè. Nó mới lên từ dưới lên trên như một cái bậc thang siêu đẹp không? Cái loại này nó cũng dễ chậm, đâu có chăm sóc đâu, bỏ phân gì đâu các bạn. Nó cứ để vậy nè, nó tự mọc đó nha. Mà ra trái đẹp lắm nè. Cái này giống như mình để mình làm muối chua ngọt ăn nè. Như cây chanh dây thì nó đang bò lên tới trên vàng rồi. À, cho các bạn xem. Cái cây bữa quên, không có thời gian mà đi ra hái luôn các bạn. Lần đầu tiên mình thấy cái hoa Atiso này các bạn, nó ra hoa. Mà nó đẹp ghê không? Nó ra màu tím đẹp lắm. Cái này bữa nó bị rụi mất tiêu rồi nè. Nó cũng ra hai bông. Bây giờ nó già mất tiêu rồi, mình cũng chưa bao giờ mình ăn cái này mà già không ta? Cái không biết ăn được không trời? Hay là mình nấu nước được á? Chắc nấu nước được. Còn đây cây cải cầu vồng trồng chắc 2 năm mà, 2 năm mấy này mà nó vẫn dày hoài, ăn miết à. Một lần ăn là chỉ có 2-3 lá thôi là bự lắm. Còn ngay chỗ này là
À, mấy cây đậu ngự nó đang bò lên nè. Nóng quá. Tại vì nhìn chị Hà mà chỉ cho mình cái cây này, chỉ nói cái loại cây này thích trời mát nó mới ra trái nhiều. Mà nó ra hoa nhiều lắm các bạn. Mà trời nắng quá, nắng kinh khủng luôn á. Nắng lắm các bạn, nhiều khi mình trăm lẻ mấy độ, độ F mà. Tính ra là ba mấy bốn chục độ C luôn á. Ở đây nó có mọc lên một cây bí dứa nè. Mà mình, tại vì mình thấy cái bí dứa này nó hửi nó lá nó thơm, cho nên là mình giữ lại luôn cho nó bò lên chỗ này. Tại vì cái vàng chỗ này cũng đang để trống, cũng chưa có cái gì bò lên, cho nên thôi kệ, mình để cho nó bò lên luôn. Bên đây thì có cái cây bầu dài bữa mình trồng á, hai ba cây đó, thì nó đang ra trái này. Bầu này bầu 3 mét nè, mà trồng dưới đất thì nó đâu có mạnh đâu các bạn. Là trồng trong chậu không có mạnh bằng trồng dưới đất. Mà cái đất chỗ này thì năm gì năm nay không có kịp, chưa có sẵn mấy cái chậu bự này 30 ga lông thì mình trồng ở đây luôn. Nhưng mà chắc là năm nay chắc mình đào sẵn rồi mấy cái lỗ để mình trồng ở dưới cho nó mạnh. Cái trồng gì nó yếu quá, nó không có mạnh khỏe. Rồi ra chỗ này các bạn thấy nè, những cái này là tự mọc không á. Những cái rau lan này là năm ngoái nó còn sót lại nè, mình thiếu nước mà chưa tưới nước cho nó nữa nè. Để chút mình mở vòi mình tưới cho nó tự động cho nó luôn. Đó, nó lên rau đây, rau lan nhiều lắm, ăn hoài không hết các bạn. Rồi đây nè, bí dứa này các bạn, nó cũng tự mọc lên nè, bữa cũng hái hai trái ăn rồi. Đi ra ngoài con hư của chị. No. Này bí dứa nó cũng mọc này, nhưng mà chắc cái này mình nghĩ không thơm, để mình thử cái lá đi coi. Cái lá nó không có thơm lắm. Còn đây, những cái này nó tự mọc không à, nhưng mà nó có ăn cho mình bữa lai rai hoài. Đó, vậy nè các bạn. Đây cho các bạn khoe cái trái dưa này, không biết dưa gì luôn, mà mình thấy hình như nó cũng là một dạng của honeydew luôn đó. Mà cái trái của nó bự nè. Đó, chắc là ngày mai ngày mốt mình đi thu hoạch được rồi đó nghe. Bự siêu to khổng lồ luôn. Bự lắm các bạn, bự gấp hai cái đầu mình luôn á. Bự hơn hai cái đầu này chắc cũng phải 5 6 7 bao á. Rồi trong đây mình thấy có nhiều trái dưa gan nó mọc nữa nè. Đó. Cái này toàn bộ tự mọc hết các bạn. Tự mọc hết luôn á, tại vì mình thấy đất chỗ này nó trống này, đâu có làm gì, đâu có trồng gì đâu. Cho nên thôi kệ đó, mình chôn rác thải nhà bếp á, rồi nó có sẵn mấy cái hộp này nó tự mọc lên. Nó tự mọc lên thì mình để cho nó luôn, nó ra trái thì mình ăn thôi. Chỗ này với lại nó có cỏ nè, thì nó không có dơ cái trái nữa. Khi mà trái nó mọc ra nó không bị úng nước á. Ở đây có trái bí đỏ nữa nè. Bí đỏ tự mọc, dưa gan cũng tự mọc. Đây, trái dưa gan bự không à. Nhìn trong cái hình nó nhỏ nhưng mà trong cái bự lắm. Dưa gan trong đây nãy mình đếm chắc cũng nhiều trái à. Đây nè, mấy trái này cũng vậy nè. Này lá quá trời nè, đây trong đây nữa. Các bạn thấy không? Mấy trái bự bự trong đây nữa nè. Trái này siêu to trong đây nè. Đó các bạn. Nắng quá mà con đi theo chị ngoài vậy, lúc khi đâu. Đó thì tổng quan vườn của mình năm nay chỉ vậy thôi các bạn ơi. Không có trồng nhiều. Bây giờ không có nhiều thời gian nữa cho nên không có trồng nhiều. Thứ bảy chủ nhật thì nhiều khi có 2 ngày đó để đi chợ rồi ăn uống gia đình, cái trồng trọt chút xíu nữa là hết thời gian à. Thì mình quay cái video này cho các bạn xem, cập nhật cái tình hình cái vườn rau của mình năm nay. Nói chung là nhìn không có đã gì hết á, nhìn xem lại những cái 2 năm trước nhìn thấy mắc mê luôn các bạn. Đó thì thôi kệ, giờ mình bận đi làm rồi, mà nhân trồng được cái gì thì mình trồng thôi. Thì chắc là mình sẽ tạm ngưng video ở đây nghe các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye mọi người đi con. Mặt quá kìa.